Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin thưa có một số khán giả nói rằng là ô, giáo sư sao nghe nói là ngày 13 tháng 8 ông Trump muốn trở về mà giờ này không thấy gì hết. Nói thật quý vị đừng buồn, quý vị ngây thơ quá. Thứ nhất, tôi không có nói là ngày 13 tháng 8 để ông Trump trở về. Thứ hai, nếu quý vị là một người thật lòng ái quốc với Mỹ, thì quý vị làm sao để có thể bỏ phiếu cho Cộng Hòa? Có nhiều người Việt Nam bây giờ thích Donald Trump trở lại, nhưng mà khi đi bỏ phiếu họ không đi. Đấy, để quý vị coi, đến ngày 14 tháng 9 này đi bỏ phiếu, được mấy người Việt Nam đi bỏ phiếu? Thích ở nhà chùm mền hô sung phong, đó là đường lối của ông Thích Quảng Độ. Ông bảo muốn biểu tình chống chế độ dễ lắm, đừng ra ngoài đường, cứ ở nhà vợ chồng đắp mền hô sung phong. Thế thì tôi nói quý vị đừng buồn, quý vị là những người đó. Nếu quý vị là những cái người thật lòng đối với ái quốc của Hoa Kỳ, quý vị nên vận động bỏ phiếu cho Cộng Hòa. Câu số 1. Câu số 2. Nói theo Tổng thống Kennedy, đừng bao giờ đòi hỏi là nước Mỹ làm gì cho bạn, mà bạn phải tự hỏi lòng, từ ngày bạn đến Mỹ, bạn đã làm gì được cho Tổ quốc Hoa Kỳ. Ngoại trừ những cái việc bốc phép và chỉ trông cho người ta làm cho mình ăn, và đến khi mà thấy người ta hoạn nạn thì mình khinh, mình cười, mình chê, đó là cái bản tính chậm tiến của người bán khai. Tôi nói quý vị đừng buồn, tôi giờ lớn tuổi rồi, bây giờ tôi nói ngày mai tôi lên thiên đàng hay là xuống địa ngục tôi không có care, tôi chỉ nói những cái gì đúng. Nếu quý vị là những người tốt, quý vị phải vận động dân chúng, bạn bè, anh em bỏ phiếu cho Cộng Hòa. Bởi vì từ lâu nay quý vị vẫn biết Đảng Dân Chủ là đảng. Năm 1979, ông Jimmy Carter, Tổng thống Đảng Dân Chủ, ông đưa ra chính sách đề tăng. Đề tăng là gì? Hòa hoãn. Đề tăng là rút lui. Giặc tiến ta lùi, giặc lùi ta đứng chỗ. Đó là chính sách đề tăng. Đảng Dân Chủ là đảng đề tăng, không muốn chiến đấu và không muốn tranh đấu. Cho nên quý vị, thời ông Jimmy Carter, Cộng sản nó tiến cả thế giới. Ở bên Đông Dương, nó chiếm Việt, nó chiếm Campuchia, nó chiếm Lào. May ra Thái Lan, người ta đi theo đường lối của Anh Quốc, cho nên Cộng sản thất bại. Đến bây giờ cũng vậy. Đảng đối lập của ông Donald Trump chỉ muốn nước Hoa Kỳ lọt vào tay Tập Cận Bình. Và có lắm người vẫn chủ trương đường lối theo Việt Cộng. Giờ này tôi biết có nhiều nhà văn, nhiều nhà báo, nhiều người kêu là tự gọi là trí thức mà vẫn âm thầm theo Việt Cộng. Tôi có danh sách, bởi vì tôi bạn bè FBI đông lắm, CIA cũng rất đông, ở đấy ai cộng sản, ai quốc gia họ biết hết. Nhưng mà Hoa Kỳ là một quốc gia tự do, bởi vì ngay cả những cái người mà theo cộng sản họ cũng không phải là cộng sản, họ chỉ là theo thời để kiếm đô la thôi. Tôi biết quý vị cũng chả khe gì Đảng Dân Chủ, mà cũng chẳng khe gì Đảng Cộng Hòa. Quý vị là cái thứ gọi là ăn không ngồi rồi, chả biết nhận xét, chả biết gì, mong cho người ta làm loạn. Mà người ta càng làm loạn thì mình càng mừng. Đấy là bản tính xấu của những dân tộc chậm tiến. Nếu quý vị là người thật lòng với Đảng Cộng Hòa, đối với nước Mỹ, quý vị nên tranh đấu. Tranh đấu bằng cách nào? Dạy con quý vị học nên người, vận động cho Đảng Cộng Hòa mọi phương diện từ A tới Z. Đồng thời đừng theo Cộng sản, bởi vì Cộng sản không cứ gì Việt Cộng. Cộng sản là một, Tổng thống Donald Trump nói mà, nói Liên Hiệp Quốc chứ không phải nói ở nhà. Cộng sản không phải là một cái giải pháp cho nhân loại, mà Cộng sản là cái thứ rắc rối khốn nạn nhất cho con người. The communism is not the solution for the humanity, but the troublemaker for the mankind. Cộng sản không phải là một giải pháp tốt đẹp cho con người, mà là những cái gì khốn nạn nhất cho loài người.
Việt Cộng cũng thế, mà Lào Cộng cũng thế, mà Campuchia Cộng cũng thế. Chúng ta gọi là Miên Cộng. Bằng chứng thì Hun Sen ở bên Campuchia, nó làm lãnh tụ mấy chục năm nay, dân Campuchia giờ cũng chỉ mặc cái sarong. Cuộc đời không thể tiến được. Lào bây giờ cũng vẫn là đầy tớ của Tàu Cộng thôi. Quý vị tìm cho tôi một nước Lào mà độc lập tự do coi. Những người Lào mà tốt chết hết rồi. Tôi kể liền. Hoàng thân Bun Um, người mà đã tặng cho Tổng thống Ngô Đình Diệm một con bạch tượng. Bởi vì đối với cái niềm tin của dân Lào, bạch tượng là tượng trưng cho vua chúa. Tướng Phumino Savang chết rồi. Vang Pao tiêu rồi. Còn ba cái thứ Pathet Lào làm đầy tớ Tập Cận Bình, chả ra cái trò gì. Việt Nam cũng làm đầy tớ cho Tập Cận Bình, đem gái dân cho Tàu, để cho Tàu nó đồng hóa Việt Nam. Có tên là Gia Hồn đâu. Quý vị tìm cho tôi một cái tên Gia Hồn đi, của Việt, của Miên, của Lào đi. Còn thằng Hun Sen thì quý vị biết rồi, gà chết. Có bao giờ một lãnh tụ của một quốc gia nói rằng tôi mà không dựa vào Tàu thì tôi biết dựa vào ai? Ngu. Cho nên nhiều khán giả gọi Dương Đại Hải bảo rằng là đến giờ này nó ông Trump về trở lại ngày 13 tháng 8 nó chưa thấy. Những người đó là những người phản quốc đó. Những người đó nếu là thật lòng yêu Hoa Kỳ phải báo nhau bỏ phiếu cho Cộng Hòa, phải đi bỏ phiếu cho thật đông. Kỳ này 14 tháng 9 tới đây sẽ lật đổ thằng Gavin Newsom, là cái thằng làm hại tiểu bang. Chúng ta đưa ra một người Cộng Hòa. Nếu chúng ta thích người già mà kinh nghiệm, chúng ta bỏ phiếu cho ông John Cox, COX, là một thương gia, là một cựu thị trưởng của thành phố San Diego, là một người kinh nghiệm đời. Nếu chúng ta muốn có người trẻ thì bỏ cho ông dân biểu Kylie. Nếu chúng ta thích người da đen, bỏ cho Elder. Toàn những người Cộng Hòa. Có một số khán giả hỏi riêng lại rằng bây giờ Cộng Hòa ra đông quá biết bỏ trai. Dễ quá. Ba người rõ ràng. Nếu quý vị muốn bỏ cho một người lớn tuổi mà kinh nghiệm mà đàng hoàng, John Cox, COX, già hơn trong mấy tên kia. Nếu quý vị muốn cho một người trẻ, Kylie, K-I-L-E-Y, dân biểu, cũng là người mà đã phát động cái phong trào truất phế Gavin Newsom. Nếu quý vị muốn bỏ cho một người da đen, Elder, E-L-D-E-R, ba nhân vật mà chúng ta thấy đứng đầu mà nổi nhất. Quan trọng nhất là bảo nhau đi bầu cho thật đông. Đừng có nằm ở nhà bốc phét, đeo là trùm mền nó xung phong rồi đi chỉ trích người khác. Chúng ta còn có một tuần hơn nữa, bắt đầu có kết quả của tiểu Maricopa. Ông Trump có trở về hay không là kết quả của những cái cuộc kiểm phiếu đó. Cao nguyên Fulton ở bên tiểu bang Georgia, Pennsylvania và Wisconsin, nếu ba bốn tiểu bang này mà đếm phiếu lại thì người ta sẽ thấy kết quả. Người thắng không phải là một anh chàng gà chết ngồi trong tòa Bạch Cung, mà là do Donald Trump, một lãnh tụ thực sự của đất nước Hoa Kỳ, là một người con yêu của Tổ quốc, luôn luôn tôn trọng lá quốc kỳ và có niềm tin Thượng Đế. Bởi vì nếu mà Pennsylvania mà tìm ra cái gian lận thì cái phiếu bầu cử sẽ thuộc về Donald Trump, Electoral College với 20 phiếu. Arizona 11 phiếu, Georgia 16 phiếu, tổng cộng là 47 phiếu mà ông Donald Trump đã được 234 phiếu. Chỉ cần 36 phiếu nữa là đủ 270 phiếu. Đến giây phút đó không muốn về cũng không được. Là bọn ăn gian lưu manh lòi đuôi đó.
chứ cần gì phải nói ôi giáo sư nói 13 tháng 8 về mà giờ chưa thấy, rồi giáo sư nói rằng là ông con của ngài chết kia có 1.500 triệu của ông Tàu Cộng, bằng chứng đâu? Hóa ra chả theo dõi cái gì cả. Cả thế giới người ta nói đến giờ này vẫn không nghe, lỗ tai vẫn đặt, thì làm sao mà có thể mở mang trí thức được. Cho nên chúng ta phải nói một câu đơn giản thôi: nếu quý vị là những người yêu nước thật Hoa Kỳ, Việt Nam quên đi, vì quý vị ngày xưa đã làm cho mất nước Việt Nam. Chúng ta không thể đổ lỗi cho một Nguyễn Văn Thiệu, chúng ta không thể đổ lỗi cho một Dương Văn Minh, chúng ta phải đổ lỗi cho mỗi một cá nhân của chúng ta đã thờ ơ với Tổ quốc. Bằng chứng là hàng xóm vẫn nuôi Việt Cộng, quý vị biết mà quý vị có tố cáo đâu. Cái danh từ sôi đậu, ban ngày thì quốc gia, ban đêm thì cộng sản, đấy là những người đốt quốc gia, tại sao lại đi theo cộng sản? Đến giờ này qua Mỹ sung sướng với Mỹ, lãnh tiền warfare, lãnh tiền food stamp, lãnh tiền housing, vẫn dài miệng ra chửi Mỹ mà đi theo cộng sản. Quý vị là lại người gì? Cho nên kính thưa quý vị, chúng ta sẽ thành công 100%, không cần phải bàn, sớm muộn. Chỉ có chúng ta lớn tuổi, chúng ta sẽ không được thấy cái hình ảnh thành công của đất nước, của Hoa Kỳ. Đây là cái thời kỳ giai đoạn thôi cho cái loạn quỷ vương ra đời. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài câu, vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần này. Xin cảm ơn quý vị.